tránh thai khẩn cấp là một biện pháp tránh thai cho phụ nữ sau khi quan hệ tình dục không được bảo vệ hoặc sử dụng biện pháp tránh thai, hoặc sử dụng các biện pháp tránh thai thất bại như là sử dụng bao cao su nhưng bị thủng hay rách, hoặc phụ nữ đang sử dụng thuốc tránh thai mà quên uống từ 2 ngày trở lên, đang sử dụng thuốc tiêm tránh thai mà thời gian tiêm bị chậm kỳ quy định, tính sai thời điểm rụng trứng. Ngoài ra, thuốc tránh thai khẩn cấp cũng được dùng khi đối tượng nữ bị cưỡng bức quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nhiều chị em vẫn mang thai dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Để giải đáp thắc mắc này, mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của thạc sĩ bác sĩ Phan Trí Thành, Tránh Văn phòng Trung tâm Đào tạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Rất nhiều người quan điểm là cứ quan hệ rồi, sau đó ngay hôm sau uống viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Thì và thực tế, chúng tôi gặp rất nhiều bạn trẻ, đó là mặc dù uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng vẫn có thai. Thì ở đây chúng ta cần phân biệt rõ thuốc tránh thai khẩn cấp thì có hai nhóm chính. Một nhóm là hoạt động chỉ như chất progesterone thôi và không có tác dụng phá thai. Và sau các trường hợp uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì vẫn có thể mang thai hoàn toàn bình thường. Một nhóm thứ hai là thuốc tránh thai khẩn cấp có tác dụng gây phá thai và gây ức chế hoạt động của progesterone. Và trong trường hợp đó thì nếu muốn giữ thai sẽ phải thai nhi, theo dõi thai nhi rất là sát và chẩn đoán trước sinh chính xác sau khi phát hiện có thai. Nhưng mà chúng tôi gặp thực trạng đó là rất nhiều bạn uống thuốc tránh thai khẩn cấp đến y bác sĩ khám sau khi phát hiện mình có thai rồi thì cũng không biết là mình mua loại thuốc gì. Mình bảo lúc đi tôi chỉ ra hiệu thuốc thôi, tôi mua một viên thuốc sau đó tôi uống mà thôi, chứ cũng không biết là mình uống thuốc loại thuốc tránh thai khẩn cấp gì. Do đó chúng tôi cũng nhấn mạnh một điều, đó là rất nhiều bạn khi mua thuốc tránh thai khẩn cấp thì cần giữ lại loại vỏ thuốc. Và nếu như trong trường hợp chúng ta là gì, có thai ngoài ý muốn, chúng ta mang đến y bác sĩ thì các y bác sĩ có thể kiểm tra được là cũng như là cách chúng ta theo dõi lựa chọn liệu chúng ta có thể giữ thai được hay không. Cái thời điểm ở trong chu kỳ khi các bạn uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì chính cái thời điểm mà ở giữa chu kỳ kinh, cái thời điểm quanh quẩn thời điểm rụng trứng là thời điểm các bạn dễ có thai nhất. Thì nhưng chính thời điểm đó cũng là thời điểm mà giá trị của thuốc tránh thai khẩn cấp thấp nhất. Do đó tại sao rất nhiều bạn trẻ, một trong những cơ chế của thuốc tránh thai khẩn cấp là gây ức chế rụng trứng để tránh thai cho các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn các trường hợp ví dụ như trứng đã rụng rồi, hoặc trường hợp thứ hai đó là gì, các bạn quan hệ quá thăng hoa và mãnh liệt, thì như chúng tôi nói là trứng xanh cũng rụng, kể cả các bạn uống thuốc tránh thai khẩn cấp trứng vẫn rụng, thì trong trường hợp đó là hiệu quả của tránh thai khẩn cấp thấp nhất. Ở đây chúng tôi có thể nói là nếu các bạn quan hệ ở giữa chu kỳ kinh, hay nôm na là chúng ta có khoảng 4 tuần, trong một chu kỳ kinh là 28 ngày có 4 tuần, các bạn quan hệ ở quanh quẩn giữa, cái thời điểm giữa, 2 tuần giữa, thì cái xác suất thành công, cái xác suất mang thai ngoài ý muốn, mặc dù các bạn uống thuốc tránh thai khẩn cấp là cao nhất, nhưng cũng chính 2 tuần đó là thời điểm mà các bạn sẽ cảm thấy mong muốn, thích quan hệ nhất. Do đó các bạn tránh thai mà tin vào biện pháp tránh thai khẩn cấp là không tuyệt đối an toàn. Bên cạnh nữa, thuốc tránh thai khẩn cấp không giúp các bạn phòng tránh được bệnh lây truyền qua đường tình dục. Việc dùng thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ gặp một số tác dụng phụ như là ra máu, rối loạn kinh nguyệt, đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, đau ngực. Ngoài những tác dụng phụ không mong muốn, thuốc tránh thai khẩn cấp được khuyến cáo là không nên lạm dụng. Vậy thuốc tránh thai khẩn cấp tác động như thế nào đến sức khỏe của chị em phụ nữ? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Có những bạn một năm phải uống đến chục viên thuốc tránh khẩn cấp. Thực ra thì về cơ bản, thuốc tránh thai khẩn cấp không gây hậu quả nguy hiểm lâu dài cho các bạn. Tất nhiên, bản chất là các thuốc nội tiết có thể gây gì? Tăng đông máu, có thể một số trường hợp gây huyết khối trong máu. Nhưng đây là những trường hợp hiếm gặp, cũng giống như các bạn uống thuốc tránh thai thông thường. Về bản chất chính thì thuốc tránh thai khẩn cấp không gây bất thường bất hại lâu dài về sức khỏe cơ thể người phụ nữ. Vấn đề chính ở đây là khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, các bạn rất hay gặp phải là gây rối loạn kinh nguyệt, gây ra máu bất thường, rồi những cái chu kỳ đó có thể ra máu nhiều hơn và một số trường gây rất khó chịu, đau bụng ở trong cái chu kỳ dùng thuốc tránh thai khẩn cấp.